Rồi, chào anh em ha. Cứ thuận lợi, sáng nay, đây là năm tháng 1 làm cái lệnh thị trường cho mọi người. Chúng ta là để BTC hôm qua đã có một cái nhịp kéo lên là bởi vì lại có một cái tin tốt nữa cho BTC. Báo là Bitcoin ICF đang chuẩn bị định điểm liên tục hai tin của đêm qua luôn. Điều báo là Bitcoin vẫn đang được trong quá trình định điểm. Đây, thì trong cái quá trình của nó các bạn rồi. Ở đây cho đến cái lúc mà được duyệt việc cái coi ETF và Harvey sẽ có rất nhiều cái tin tốt tin xấu nó xen lẫn để chủ yếu nó có những cái nhịp lên rất là nhanh và xuống rất là nhanh để nó rũ bỏ đám đông. Rồi thì chúng ta các bạn phải các bạn xem lại cái clip gần nhất mà tôi nói, chúng ta sẽ dùng những chiến thuật, chúng ta sẽ dùng một số lượng tiền cố định. Ví dụ chúng ta xác định là trong một tháng chúng ta chỉ được mất khoảng 1.000 hay là 500 thì chúng ta dùng 500 đó chúng ta đánh và đánh tạo ra lãi, từng tạo ra một khoản lãi mà sau đó cái khoản lãi đó như được khoản lãi 200 thì chúng ta mới được diện 200 đó, chúng ta đánh volume lớn, đánh đồng bảy lớn thì chúng ta kéo cái tạo ra lãi suất kép và cái lúc tiền dần đừng có tăng volume đằng này, bởi vì càng tận những cái tâm nó được gì thì sẽ càng có những cái pha kéo lên cái chúng như vậy nó giết những người đánh đồng bảy lớn, đó gọi là đủ bỏ. Những cái giai đoạn này đều được mô tả trong cái quyển sách USA và viết cọ 2.0 đều mô tả những giai đoạn này nó gọi là rũ bỏ đám đông ha, sẽ có tất cả tin tốt tin xấu gì đó, nhưng mà nhìn chung với cô đó các bạn một cái cách giữa nhận bị nhận diện với các bạn là dùng tin tốt tin xấu chúng ta mở cái dạng ra xem ra ra hết. Chúng ta nhìn D1 vừa đó có một cái tin xấu nó quay lại các sóng R mà nó bật lên lại mà theo cấu trúc của nó vẫn là một đại âm, mà nhìn cho kỹ thì nó đang đi một cái mô hình cầm đúng không, mô hình cầm, cho nên chúng ta nên canh xuống bay lên, còn hôm nay chúng ta vẫn sẽ canh xuống bay lên tại vì 4 giờ nó đã nằm trên cụm sóng R vượt qua hơn 50% cái nhịp xuống vừa rồi, Fibonacci này đỉnh này đáy này đó, nó đã phá hơn 50% rồi, vượt lên được 50%, bây giờ đang ở cái ngưỡng khoảng 61,8%, đây là 4 giờ và 30 phút nó cũng đã nằm trên sóng R, đây là một cái hiệu trợ mạnh cho nên trong việc này xuống bay lên dừng đi ok ha, đó là BTC ETH cũng tương tự, ETH cũng tương tự tăng xuống bay lên và Oncoin cũng như vậy đó. Hôm nay báo thêm một số cái tin quan trọng nữa cho mọi người, có vài tin như sau để cho mọi người cập nhật. Cái thứ nhất là vừa rồi có nói với anh em tạo cái tài khoản để xem dữ liệu vĩ mô thì hiện tại cái suất hầu như là cái suất mà cấp cho cộng đồng vào free cái gói 7 ngày đó thì cái suất đó tôi đã cấp cho cộng đồng, tôi hết suất luôn, tôi duyệt hết luôn, và 350 suất dành cho anh em bên bên channel bên channel hoặc viên, tổng với 250 suất dành cho bên bên cộng đồng của các bạn, tổng hợp lại là 600 suất mà hôm qua đã có, hôm qua không là có hôm qua hơn 700 773 không phải là 723 tài khoản để tạo và được cấp hết luôn, và tất cả luôn đều được cấp, là thay vì cấp 250 suất thì bên đó họ duyệt luôn cho chúng ta là tất cả luôn được duyệt free xem trong 7 ngày luôn. Thì trong 700 mấy suất đó thì có những anh em có cái Telegram nằm trong cái channel học viên 2024 thì IT đang 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 lọc lại và sẽ ghi các bạn lên 1 năm luôn, lên 1 năm luôn, đó là một cái tin đầu tiên của các bạn ha. Nói chung là tất cả những cái người mà đã tạo tài khoản vừa rồi, các bạn tạo tài khoản mà trên cái web có hiện tên của các bạn kế bên có nghĩa là tài khoản các bạn đã được tạo rồi nó mới hiện tên các bạn ok chưa, nó đã hiện rồi thì tất cả những cái người đó đều bị full 7 ngày rồi ha. Và từ trong 700 mấy người đó sẽ lọc ra những bạn mà hệ thống sẽ tự động lọc ra những bạn có username Telegram nằm trong 2024 trên nào, học viên 2024 thì các bạn sẽ được cấp lên 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 có 1 năm là trong cái nhật báo. Tiếp theo là hiện tại trong cái suất mà từ đây cho đến 27 tốt hiện tại cái suất cho mình nhớ học viên nó vẫn là 1.800, vẫn là 1.800 và đến 27 tốt thì sẽ công bố là 15 suất được giảm tiếp theo, ít hơn thấp hơn 1.800 nữa, thấp hơn 1.800 nữa đó. Thì hiện tại cái suất này đã có là 12 bạn đăng ký rồi, 12 trên 15, 15 rồi, cho nên chỉ còn 3 bạn thôi nha, báo luôn mỗi ngày như vậy cập nhật của báo luôn cho các bạn đó.
có những bạn họ đóng luôn là 1 ngày 8, thì đến ngày 27 có đó, đóng được 1 ngày 8 rồi đến ngày 27 có đó, tôi công bố ví dụ như thì giảm còn có 1 ngày 6 thì các bạn sẽ được back lại. À, còn những bạn chưa có khả năng, các bạn phải đặt cọc để giữ cái suất, để giữ 15 suất này cũng được, các bạn đặt cọc 1k xong đến 27 đó tôi công bố, rồi cái phần còn lại thì các bạn rơi vào cái mùng nào thì 9:30 sáng của cái mùng đó các bạn chuyển phần còn lại đó. Mục tiêu, mục đích là để tôi muốn là 3 cái ngày Tết này sẽ được nhận được những khoản tiền may mắn từ các bạn, ok chưa? Đó rồi, đó là cái thứ hai, cái lợi dụng thứ cái ý thứ hai. Cái thứ ba là hôm qua có lên một cái clip về về nhân ứng đã có, tôi up bên channel rồi, các bạn có thể xem lại đây. Cái buổi học nhân ứng buổi thứ ba này rất là thú vị, rất là hay. Các bạn nghe cái buổi này thôi, nghe buổi này thôi, các bạn sẽ làm được một việc là các bạn chỉ cần, các bạn ra ngoài đời, các bạn giao tiếp, các bạn chỉ cần nghe cái âm thanh, nghe cái cách người ta nói chuyện, tâm các bạn tỉnh lại, các bạn vận dụng những kiến thức trong này, các bạn có thể biết được cái người đó tâm họ như thế nào, tâm của họ đi bác hay là âm dương, hay là người lương thiện, hay là người đáng tin, hay là những người đó là người ông chủ, hay là những người đó là những người bóc phét, những người thùng rỗng kêu to đó. Chỉ cần nghe cái âm thanh thôi biết mặt luôn, biết số nhà luôn, mường tượng ra được luôn cái gương mặt của người đó sẽ là dạng tròn hay là dạng dài, à, mường tượng được luôn. À, thì thông qua tốt tiên buổi ba, mười tâm tối buổi ba này, ok chưa? Để xem còn 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 cái này để chia sẻ mà, à, con vàng, con vàng, tôi quên, bữa nay là thứ sáu, các anh em không nên đánh, bởi vì bữa nay là ngày cuối, ngày mai thứ bảy chủ nhật thì vàng không có chạy, nhưng mà vẫn nhận định vàng cho anh em. Đây. Vàng, vàng hiện tại không nên đánh, bởi vì chúng ta sẽ canh. Bữa nay thứ nhất là bữa nay thứ sáu là ngày cuối rồi, không nên nên đánh. Nó đang vàng đang có một cản Fibonacci mạnh ở vùng 50% này, canh vùng này và bứt phá ra thì mới bay lên. Và chúng ta có thể canh vùng này chúng ta sell xuống, nhưng nó rủi ro vì sao? Vì cấu trúc so với R nó đang là một đà tăng 34 trên 39 trên 200 đang là một đà tăng, và giá nó lại nằm dưới so với R là 34 và 89, tức là bản chất của nó đang là tăng nhưng hiện tượng đang là giảm, giá đang hiện tượng nhất thời đang được kéo dưới cái mức đó. Vậy thì bình thường tôi sẽ cho các bạn ở đây các bạn sell xuống, nhưng lúc này chúng ta sẽ không sell xuống là bởi vì cái hiện tượng này nó rất dễ quay về bản chất, có khả năng nó bứt phá lên Fibonacci 50 và nó đi lên lại giống như BTC vừa rồi, nó rớt xuống xong lên lại, cho nên đây là để con vàng đừng có đánh. Ở cái đoạn này rất nhiều người đánh forex sẽ bị banh sát, sẽ bị banh sát. À, rồi trả lời tiếp thêm một câu hỏi cho anh Khánh Vương. Đây là câu hỏi cho anh Khánh Vương, thì anh hỏi là vô trong nhóm học viên thì có học được về forex và chứng khoán hay không, thì đó luôn các anh, đây là cái nhóm học viên chúng ta, cái nhóm này ngày xưa cô để tạo được nhóm học viên, sau này cô để lại rất toàn cố vấn, tức là vào trong nhóm chúng ta không chỉ học về phân tích kỹ thuật, không chỉ học về viết bầu mà chúng ta còn học về forex, học về chứng khoán, học về bất động sản, học về kinh tế vĩ mô, và sau này sẽ học về vi mô, vi kinh tế vi mô, có nghĩa là vi mô là những cái nhỏ nhỏ, là chúng ta đi chi tiết vô từng cái công ty doanh nghiệp, đọc báo cáo tài chính dựa trên cái dữ liệu trên cái trang web coi 369, ok chưa? Đó là những cái gì liên quan đến tài chính chúng ta đều sẽ tìm hiểu và học đó, tại vì nâng cao những kiến thức, những cái này là kiến thức về tài chính, nâng cao những kiến thức, ok chưa? Rồi, để xem còn câu hỏi này thì trả lời cho anh em ha. À, và tiếp nữa là ngày tốt, tôi đang up dừng đây, tôi đang up dừng, tôi đang up dừng chạy dừng sách nói, sẽ có rất nhiều cái bộ sách nói, thì ngày tốt này á, thay vì mấy anh em á, ăn nhậu vô bổ, ăn nhậu vô bổ thôi hại sức khỏe, thì thôi ở nhà rảnh nghe mấy cái sách nói tôi up đây nè, tôi sẽ up những quyển sách cho các bạn, ví dụ như Đông Âu Âm Huyền Truyện, Buôn Ba Quyển, rồi Quan Khí,
rồi chốn quan trường, rồi tướng pháp của Ngô Hùng Diễn. Ngô Hùng Diễn là người từng xem tướng pháp cho hai đời tổng thống Ngô Đình Diệm và nhiều chính trị gia khác, rất là hay. À, cô sẽ ít rất nhiều quyển nữa, nhiều quyển rồi nghệ thuật quản trị nhân sự rồi tâm lý gì đó nhiều lắm. Góp những cái sách nói này cho các bạn và người tốt này nên nghe, nên nghe. À, và các bạn phải cho bạn xem, các bạn xem lên từng Facebook gì đó càng có, tại vì chúng ta cho đi kiến thức thì chúng ta sẽ nhận được kiến thức nhiều hơn. Đó là cái nguyên tắc là chúng ta cho đi cái gì chúng ta sẽ nhận cái đó nhiều hơn. À, ngày ở nhà là đừng có ăn nhậu dành thời gian nghe cái đó. À, à. Thôi, hôm nay ngày 5 tháng 1 rồi, năm ngày 5 tháng 1 rồi, còn đâu đó khoảng 5 ngày là cái tên Bitcoin ICF nó sẽ được công bố. À, cho nên anh em đánh nắm cẩn thận. À, ba anh em nha.